lại là Phước Sửu và Ngọc Ánh đây cả nhà. Hôm nay Phước Sửu và Ngọc Ánh mình nữa là trong những ngày đầu tuần thường là gọi là các anh chị gọi là khá vất vả, nhưng mà Phước Sửu và Ngọc Ánh lại là thông thả đi dạo trên những cái cung đường cực kỳ mát mẻ tại khu Nam luôn phải Ngọc Ánh? Đúng rồi. Thì khu Nam Sài Gòn là một trong những cái khu mà có cái thời tiết rất là mát mẻ. Ví dụ như các bạn đang chạy ở khu quận 4 đi sang, chỉ cần bước qua cầu đúng một phát là các bạn sẽ thấy là cái nhiệt độ nó rất là mát và có thể giảm đi khoảng 1 độ đó. Lý do tại sao vậy? Lý do vì khu Nam Sài Gòn là rất nhiều kênh rạch, rất nhiều là sông ngòi và cây xanh rất là nhiều. À vậy hả Ngọc Ánh? Thì như Phước Sửu thấy là ở đây thì ngoài những là khu dân cư hiện hữu ra thì ở đây có nhiều cái dự án. Thì Ngọc Ánh đang ở đâu và Ngọc Ánh có thể phân tích một vài cái dự án mà cho quý anh chị ở đây biết được Nhà Bè hiện diện đang có những dự án nào? Nhà Bè hay khu quận 7, khu Nam Sài Gòn thì có rất nhiều dự án, nổi bật nhất trong đó là dự án Phú Mỹ Hưng. Thứ hai kế tới là một cái khu đô thị mới là của GSNC, là khu GS Nhà Bè. Khu vực mà các bạn đang thấy đó là cái phía đường mà Nguyễn Hữu Thọ thì trải dài ở phía bên tay phải thì có rất nhiều dự án của chủ đầu tư Phú Long. Bên tay trái thì có dự án từ dọc khu Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai và trên một xíu nữa là chúng ta thấy là của Selecta, của Capoland, thì có rất nhiều cái dự án của chủ đầu tư uy tín. Nói về những cái dự án cực kỳ hấp dẫn tại Nhà Bè thì mọi người không quên kể đến đó là La Villa và Nay Sao. Thì đây là những cái dự án gọi là thấp tầng tại Nhà Bè Phong Ngọc Ánh. Một cái khu dân cư ở là khá đẹp luôn. Và Ngọc Ánh có thể là chi tiết và kể sơ cho mọi người về một số cái sản phẩm là cao tầng tại dự án này á. Ở đây có một số căn hộ cao cấp như là căn hộ Dragon Hill nè, phải không? Sunrise Riverside nè, Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh An Tiến. Và sắp tới thì căn hộ mà được mong chờ nhất của chủ đầu tư Capoland đó là căn hộ Selecta. Khá nhiều bất động sản ở đây. Và theo như Ngọc Ánh phân tích thì nên đầu tư sản phẩm nào thời điểm ở Nhà Bè là hợp lý, và những cái dòng bất động sản nào lại gọi là thu hút khách hàng đầu tư ở đây? Hiện tại bây giờ thì là có rất nhiều cái dự án và có rất nhiều cái để cho khách hàng lựa chọn. Thì trong đó như Ánh, mà nếu mà cái thu hút bất động sản mà tầng cao mà hoặc là tầm cao cấp hẳn luôn, ví dụ như là biệt thự hay shop house, thì như Ánh chọn, Ánh sẽ chọn GS. Tại vì các bạn biết sao, GS là bây giờ so với cái giá trị ở những cái khu vực như Phú Mỹ Hưng thì giá vẫn còn rất là thấp. Ví dụ như Phú Mỹ Hưng giá khoảng 400 triệu cho một cái sản phẩm như 1m2, cho một cái sản phẩm như vậy, thì ở GS nó chỉ khoảng 100 đến hơn 100 triệu cho những cái mặt tiền đường của Nguyễn Hữu Thọ thôi. Wow, những cái dãy shop house mà giống như là Phước Sửu và Ngọc Ánh đang di chuyển như vậy. Đúng không? Rồi. Và những cái căn hộ mà sắp tới GS đang triển khai giai đoạn 2, đoạn 2 sắp tới là những cái căn hộ cao cấp nhưng mà giá tập trung đó Ngọc Ánh. Rồi, quá tuyệt vời luôn, tại vì ở một cái khu vực như vậy mà tới hơn 350 hecta mà có những cái sản phẩm tầm trung, thì nếu là mình cũng rất là muốn, tại vì anh đang ở một cái căn hộ cũng rất là gần GS, đó là căn hộ Belaza. Thì Belaza cũng rất là gần sông, cũng rất là mát mẻ, và anh cũng rất là thích những cái căn hộ gần sông như vậy, nhưng mà không có cái không gian được rộng rãi mà như kiểu của GS. Tại vì GS nó cái về cái tổng khu á thì là tới hơn 350, thì mà có trường học rồi bệnh viện, có riêng những cái khu như vậy thì rất là tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Phải nói là khi mà phân tích lại tất cả những cái dự án của khu Nam, và tâm điểm vẫn là GS. Bởi vì ở đây là khá nhiều loại hình sản phẩm, từ nhà phố, biệt thự, shop house, căn hộ, kể cả những cái căn hộ văn phòng, office theo thì ở đây sẽ có đầy đủ. Khi mà quý anh chị lựa chọn Nhà Bè thì hãy nghĩ đây đến là GS Nhà Bè. Khi mà quý anh chị nghĩ đến những cái chủ đầu tư thì phải nghĩ ngay đến GS của Hồng Quốc. GS là một trong những cái chủ đầu tư mà anh rất là thích, tại vì họ làm những cái dự án nào cũng rất là chỉn chu, và bàn giao cho khách cũng là chỉ có từ gọi là từ mà hơn cả cái sự mà mong muốn.
đó. Còn ví dụ như bây giờ có rất nhiều cái dự án mà khách hàng đang gọi là kêu gào để đòi cái sự bàn giao nhà, thì GS lúc nào cũng vượt tiến độ về cái bàn giao cho khách hết. Như Phước Sửu và Ngọc Ánh đang di chuyển thì không đâu hơn tại dự án Sài Gòn Nhà Bè, ngoài cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ thì họ sẽ chừa thêm một cung đường 12m để gọi là tính kết nối, và những cái căn shop house thì sẽ có chừa những cái khoảng không. Ở đây thì mình có thể đi bộ ra những cái tiện ích của những cái khối tiện ích phía sau đó Ngọc Ánh. Khá hợp lý, và những cái căn shop house này là những cái căn shop house góc không và có những cái cửa để bước vào những vào bên trong căn shop house này thì rất là tiện kinh doanh buôn bán. Và một cái căn này là... như một cái căn góc luôn. Đúng rồi, như và căn góc rất là đẹp luôn phải không? Rất là chỉnh chu. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Để có nhiều thông tin hơn nữa thì quý anh chị inbox theo kênh của Phước Sửu và Ngọc Ánh sẽ có nhiều thông tin chi tiết về dự án, và sẽ có những cái sản phẩm cực kỳ hot để cho quý anh chị lựa chọn làm một cái nơi gọi là đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại.